thì nó mới được 9 tháng, 6 lội. Vâng, em mua đấy. Cái đấy mà mua cửa hàng hơn thì không có mấy đâu, chỉ đặt trên mạng. Thế Shopee hoặc đặt Google có. Cái đấy bao nhiêu tiền một lọ? Nó khoảng trăm mấy thôi, 130, 140, 130. Tùy nơi bán, cửa hàng thì ít người bán. Nó là đồ của Nhật mà, thuốc của Nhật mà. Đốt sưng tấy đỏ ấy đúng không? Xót. Xót cả ruột. Nó hơi dài cái là trồng được. Dài mà, đắp thú nó dài mọc như trông trôm thôi. Ừ, khô sóc. Ra mổ dầu thì nó cứ cục thì mình chắc là mối. Những con vạc nhanh đấy, đầu tiên là nhổ mái rồi, chỉ mái cả đầu được 5 sợi, 6 sợi. Dạ, giờ là có nhổ cả đầu. Đúng không, có bạc nhanh không nhỉ? Hay thì mai chúng ta nói sâu sâu một tí. Vâng, cháu xong cháu hất chân lên rồi vừa. Vừa cho chú, thế thôi nhỉ? Ừ. Đây, ra mày chơi đấy. Anh nào con nhà mẹ ấm. Nó mà 3 tháng lẫy này, 7 tháng bò, 9 tháng nó dò tập đi đúng không? Vâng, đúng rồi. Còn nói lại tùy theo, tùy đứa đúng không? Vâng. Nói thì là nó phải tùy đứa, nó nhanh, nó chậm. Con là cháu toàn sớm hơn 1 tháng. Ừ. 2 tháng hơn 2 tháng nó lẫy rồi, 8 tháng hơn 8 tháng nó tập đi rồi. Sớm hơn nó bé nó gầy ra nó nhớ mất một người khác 1 tháng. Có thể cháu nó không bò tại vì chặt ở đây nó không bò. Nên là nó ngồi nó tập đi luôn. Đúng đấy. Môi trường nhà rộng thì nó bò nhiều. Mát ngay. Được tháng rồi chú. Chú cũng chẳng ý đâu, cứ thấy kiểu nó dài là cắt thôi đúng không? Ừ, cứ thấy nó kiểu hướng là còn cắt thôi chứ còn không để ý đâu.
Nhà cháu có ai bị Covid không? Cháu chưa. Thì chú là vợ chú, cháu bị, con trai thằng lớn bị, còn thằng thứ hai mà chú cũng bị. Chú về chưa? Chưa. Rồi, cũng là chụp cái thiết chụp tốt thật. Con này nó là Aberlin, Aberlin à, Aberlin gì? Aber, Aberlin. Có sệt gì chú? Chụp ra hỏng rồi này. À. Ôi, nó xịt nó thông lắm mà nó kiểu nó nhiều lần cứ tưởng bị thật, xong rồi kiểu thấy ngứa cổ mới thấy khô khô đấy. À. Xịt xong sao lại thấy thông, chẳng thấy ảnh hưởng của hiện tượng gì cả. Cháu là cháu ai dính đâu. Bà vợ chú mà vậy cũng sinh hoạt chung chẳng vấn đề cả, phải kiêng gì nó do từng người cả. À. Mình cứ đi ra khỏi nhà, về nhà là xịt. Cổ cứ xích hẳn. Con trai như thế nó giữ, nó cũng kiểu dạng. Giữ lắm mà vẫn dính à? Không, đây là thằng lớn thì là nó làm công an thì là thằng ấy bị. Con nó bị dính luôn. Thằng bé thì chú, thằng bé cho nó sinh năm 96 rồi. Hai bố con thì nó sao? À, cũng xịt như nhau hết à? Ừ. Cho là cái xịt tốt đấy, cho điện thoại.